Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Làm Như Thế Nào. Hôm nay tôi xin được giới thiệu đến các bạn cách để kéo dài dây USB. Trong phần giới thiệu này, các vật liệu tôi sử dụng bao gồm có một dây USB, một đoạn dây mạng sử dụng để nối dài dây USB, tất nhiên dao kéo để cắt dây và băng dính cách điện. Để bắt đầu thực hiện, các bạn cắt đôi dây USB cần nối dài ra. Sau đó các bạn tiến hành tách đầu dây ra. Các bạn có thể thấy ở đây, dây USB của chúng ta gồm có 4 dây, bao gồm dây đỏ, dây đen, dây trắng và dây xanh. Phần cáp các bạn nhìn thấy ở đây là dây bọc chống nhiễu. Dây này chỉ có tác dụng chống nhiễu cho sợi cáp của chúng ta, không có chức năng truyền dữ liệu. Các bạn làm tương tự với phần cắt còn lại. Tiếp theo chúng ta tiến hành lột hai đầu dây mạng ra. Nếu các bạn có kìm mạng thì rất tốt. Ở đây do không có kìm mạng nên tôi phải dùng tay, phải dùng dao để tách. Các bạn có thể thấy dây mạng có 8 sợi. Bắt đầu theo thứ tự cam, trắng cam, xanh coban, trắng xanh coban, xanh lục, trắng xanh lục, nâu và trắng nâu. Làm tương tự với đầu còn lại. Với các đầu USB các bạn cũng tiến hành. Các bạn lưu ý, thường thì ruột của dây USB là ruột nhiều lõi, cho nên dễ bị tổn thương hơn là ruột dây mạng. Các bạn tiến hành gọt vỏ cẩn thận để không làm đứt ruột dây. Tiếp theo, các bạn tiến hành nhóm đầu dây mạng lại theo nguyên tắc cam đi kèm với trắng cam. Trắng lục các bạn để một mình, lục các bạn cũng để một mình. Các dây còn lại các bạn nhóm với nhau thành một nhóm. Và đây là đầu dây mạng và đầu dây USB đã sẵn sàng để đấu nối với nhau. Khi nối với nhau, các bạn nối cặp trắng cam và cam với màu đỏ, trắng lục nối với màu trắng, màu lục nối với nhau. Và cụm các dây còn lại của dây mạng các bạn nối với dây màu đen. Vừa nối các bạn vừa tiến hành quấn băng dính điện luôn. Trước tiên tôi nối cặp cam và trắng cam cùng với dây đỏ. Nếu có điều kiện các bạn hàn sẽ đảm bảo giao tiếp tốt nhất. Sau đó các bạn lấy băng dính,
Các bạn cắt lấy một đoạn dài. Tiếp theo các bạn cuốn châu nối lại. Do điện áp không cao cho nên các bạn không cần phải cuốn dày, ảnh hưởng đến mỹ quan của sợi dây. Phần còn thừa các bạn cứ để đó. Tiếp theo, các bạn nối hai dây lục với nhau. Tiếp tục lấy băng dính cuốn chồng lên. Khi làm các bạn lưu ý mồ hôi tay, không để mồ hôi tay và bụi dính lên băng dính. Xong dây lục, các bạn nối dây trắng lục và dây trắng với nhau. Và cuối cùng, cụm các dây còn lại nối với dây đen. Các bạn làm tương tự với đầu còn lại. Vậy là sợi cáp USB nối dài sử dụng cáp mạng của chúng ta đã hoàn thành. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn.